Xin chào quý vị khán giả, nơi tôi đang đứng là chân núi Châu Thới, một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Bình Dương. Núi Châu Thới nổi tiếng không chỉ vẻ đẹp hùng vĩ mà còn sở hữu ngôi cổ tự xưa nhất Bình Dương, đó chính là chùa Châu Thới. Với niên đại hơn 300 năm tuổi gắn liền với thờ di dân lập ấp của người dân đất phương Nam ở thế kỷ 17, thì chùa Châu Thới đã được công nhận và xếp hạng là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia vào năm 1998. Và chương trình Tôi Yêu Bình Dương hôm nay mời quý vị và các bạn cùng khám phá vẻ đẹp cũng như là những giá trị về văn hóa lịch sử của chùa Châu Thới nhé. Chùa Châu Thới nằm trên đỉnh núi Châu Thới thuộc phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cách thành phố Biên Hòa 4 km, thành phố Thủ Dầu Một 20 km và thành phố Hồ Chí Minh 24 km. Ở độ cao 85 m so với mực nước biển, để lên tới chùa thì chúng ta có thể leo bộ theo các bậc thang hoặc có thể đi theo con đường nhựa dẫn lên núi. Với con đường bậc thang thì chúng ta phải đi qua 225 bậc mới lên được tới chùa. Và bây giờ tôi sẽ đi theo con đường bậc thang này để khám phá xem phía trước là những gì nhé. Đây là đá ông Tà, gắn liền với rất nhiều truyền thuyết mang tính thực hư. Những câu chuyện chưa được kiểm chứng, song cũng thể hiện sự gửi gắm niềm tin, lòng thành kính với thần linh và cầu mong ước vọng về một cuộc sống an bình, ấm no, hạnh phúc của người dân. Ông Tà hồi đó là nhỏ xíu thôi, bây giờ càng ngày là ông Tà càng lớn lên. Thì nói chung chỗ đó thì cũng linh thiêng, thì nhiều người lại đó là thắp nhang, cúng hiến. Rồi những người đi bộ lên đó, người ta thường ghé đó là người ta cúng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà trải qua 225 bậc thang thì tôi đã lên tới chùa. Thực sự là rất mệt nhưng mà cũng là một sự trải nghiệm thú vị. Và đứng ở đây thì ta có thể nhìn thấy xung quanh cảnh quan ở thành phố Dĩ An rất là đẹp. Vâng, con xin chào thầy. Thưa thầy, con đến từ chương trình Tôi Yêu Bình Dương của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương với mong muốn là được giới thiệu và quảng bá cũng như là những giá trị văn hóa của chùa đến quý vị khán giả. Thì con xin thầy cho con biết đôi nét về quá trình hình thành phát triển của chùa Châu Thới mình. Chùa Châu Thới thành lập Hồ Hòa Thượng đầu tiên ở ngoài Bắc vào Hòa Thượng Khánh Long Trác Tích năm 1612. Hòa Thượng ngầu trong rừng ở chân núi, hồi đó trên này rừng rậm không có lên được. Sau Hòa Thượng thứ hai mới lên đây, mới lên đây là 100 mấy chục năm. Còn Hòa Thượng dưới rồi nay gần 200 mấy chục năm. Chùa hồi xưa là cái thô sơ hang đá, hồi xưa có hang đá dưới chân núi, có ông cọp ở đó với Hòa Thượng. Bây giờ thầy nhớ cái góc cũ cầu xưa đó, Hòa Thượng thành nhà cái đó Khánh Long Trác Tích, đây gốc ở Hà Nội, chỗ chùa Hương á, vô thành lập. Rồi thầy đây là đời thứ này, thứ 25 rồi. Rừng rậm, cỏ khô, cỏ trái, cỏ beo. Thầy có thể cho con biết được là tại chùa mình là về kiến trúc cũng như là các cái nơi thờ là như thế nào? Ở đây theo lịch sử ngoài Bắc, thờ trước là chánh điện, sau thờ Quan Âm, trước sau lưng Đức Phật có bà Quan Âm. Con hỏi thêm thầy là con được biết là chùa trong giai đoạn cách mạng thì chùa cũng là nơi trú ngụ ẩn náu của nhiều chiến sĩ cách mạng. Nào cách mạng, ở quân Pháp á con, chùa mình có hy sinh, thầy có thấy câu ca dao, ngồi thiền niệm chủ bồ đề, tiếng chuông Châu Thới hướng về nước non. Thank you.
Trải qua hơn 300 năm nhiều biến động và biến cố lịch sử, chùa Châu Thới đã được trùng tu và xây dựng thêm nhiều công trình kiến trúc nên không còn dáng vẻ như ban đầu. Thế nhưng ngôi chùa vẫn còn giữ được nhiều hiện vật, bút tích có giá trị lịch sử. Và cũng giống như hầu hết những ngôi chùa Phật giáo khác ở nước ta, kiến trúc chùa là sự dung hợp giữa tín ngưỡng Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Trong quá trình chùa trùng tu xây dựng thì Cố Hòa Thượng Ân Sư đã quyên góp vận động Phật tử, gieo duyên với Phật tử. Thì trong năm 2008 thì chùa có tôn tạo tượng Đức Mẹ Quan Âm Bồ Tát cao 19 mét cặp rồng bao quanh mẹ, tượng trưng cho rồng là tượng trưng cho sự hộ pháp, long thiên hộ pháp bảo vệ Phật pháp, gắn liền với Phật pháp trải dài trong quá trình lịch sử. Trong kinh cũng có nhắc về các loài long thần hộ pháp. Kế tiếp nữa là tượng Đức Mẹ Quan Âm Thế Chí thì xây dựng sau thì khoảng chừng 3 năm tượng được chùa tôn tạo thêm là tượng Đại Thế Chí Bồ Tát, kiến trúc theo Phật giáo Bắc Tông. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những thông tin mà Hòa Thượng Thích Huệ Thông cũng như là Sư trụ trì Thích Minh Thiện vừa chia sẻ thì chúng ta đã có thể hiểu thêm về những thông tin của con người và đất Bình An xưa kia. Và ngày nay thì chùa Châu Thới cũng là một trong những điểm đến du lịch của nhiều khách thập phương cũng như là các bạn trẻ đến đây tham quan thưởng ngoạn. Đây cũng là lần đầu tiên em tới chùa Châu Thới, em thấy cảnh quan ở đây rất là rộng rãi, rồi các cái tượng Phật và điêu khắc rất là đẹp, rất là chi tiết. Em nghĩ đây cũng là một điểm đến gọi là rất là có giá trị dành cho du khách ở trong nước cũng như là ngoài nước khi mà tới Bình Dương. Không khí trên đây nó trong lành rất nhiều. Khi vừa lên đây thì em thấy cảm giác nó thư thái, nó dễ chịu hơn, với lại cái kiến trúc của chùa rất là đẹp. Em thấy các bức tượng là điêu khắc rất là tỉ mỉ và chi tiết. Và em nghĩ em khi về em sẽ giới thiệu cho người nhà của em đều lên đây tham quan vào dịp Tết hoặc là dịp lễ. Cảnh đẹp với lại thiên nữa, mình có tâm linh thì mình đi nguyện giái, cầu xin làm ăn hoặc là cái gì đó bình an gia đình mình cầu, xong rồi thấy cảnh cũng rất là đẹp. Cảnh chùa núi, mình đi trên đây mình nhìn xuống quang cảnh rất là đẹp. Hoặc là mình muốn đi bộ thì mình đi như là đi núi, mình vừa đi chùa mà vừa đi núi luôn. Cũng giống như các ngôi chùa Phật giáo trường phái Bắc Tông, chùa còn có miếu thờ Linh Sơn Thánh Mẫu, điện thờ Dư Trì Kim Mẫu và ngũ hành Nương Nương thuộc tín ngưỡng dân gian. Nét nổi bật nhất trong trang trí kiến trúc của chùa đó chính là sử dụng nhiều mảnh gốm, màu sắc khác nhau gắn kết tạo nên các hình tượng linh vật như rồng, các máy chùa. Hiện nay thì núi và chùa Châu Thới đã được coi là biểu tượng của ngành du lịch tỉnh Bình Dương, thu hút hàng ngàn du khách thập phương tới tham quan và viếng chùa. Và hy vọng qua những thông tin vừa rồi thì quý vị và các bạn đã hiểu biết thêm về một địa danh đã gắn liền với lịch sử phát triển của Bình Dương hàng trăm năm nay. Trong không khí tràn đầy sức xuân, trước thềm năm mới, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Và đến đây thì chương trình Tôi Yêu Bình Dương do Đài Phát Thanh Truyền Hình Bình Dương phối hợp với Tỉnh Đoàn Bình Dương xin được tạm dừng. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.